giả thân nhân người bị tai nạn lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản khi người bị tai nạn đi cấp cứu minh bám theo đến bệnh viện nhận mình người nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản ngày mùng bốn tháng 3, công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam cho biết đơn vị vừa bắt lê văn minh 33 tuổi ngụ xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đối tượng được xác định là người chuyên trộm tài sản của bệnh nhân tại bệnh viện theo đó ngày 27 tháng 2, anh nguyễn khắc quân bị tai nạn giao thông tại tuyến đường quốc lộ 1 a qua địa phận xã điện thắng bắc thị xã điện bàn tỉnh Quảng Nam, được đưa đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Đối tượng Minh đã bám theo xe cấp cứu của bệnh viện để vào khoa cấp cứu và tự nhận là người nhà của nạn nhân. Lợi dụng lúc bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và hôn mê sau được chỉ định chuyển viện, Minh đã lấy tài sản của nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn, điện thoại với lý do bảo quản. Thực hiện xong hành vi, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Khi người nhà của anh Quân liên hệ bệnh viện để nhận tài sản thì được thông báo đã có người thân nhận. Sau đó, gia đình đến trình báo sự việc với cơ quan công an. Nhận tin báo, bằng biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 giờ sau, công an thị xã Điện Bàn đã truy bắt đối tượng Minh Khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Minh khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và thị xã Điện Bàn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.